Không phải là em không khoe ảnh vợ chồng mình, mà chỉ là em thích giữ cho em thôi ạ. Vợ tự hào khi là vợ của chồng, một người chiến sĩ đúng như câu nói, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, hết mình vì nhiệm vụ, hết lòng vì đồng đội. Từ đêm ngày 6 đến chiều tối ngày 7 tháng 9, bão số 3 với diễn biến bất thường đã đổ bộ vào Quảng Ninh, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương trong tỉnh. Ngay tại thời điểm đó, Lữ đoàn Công binh 513 đã tổ chức tăng cường lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân. Chúng tôi trong tổ cơ động ứng cứu số 1 có nhiệm vụ vận chuyển cây trống giúp đỡ nhân dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, do điều kiện đường trơn trượt, mưa to, gió lớn, tầm nhìn hạn chế, tôi đã bị trượt chân và ngã về phía vực. Đồng chí Khiêm bên cạnh đó đã đến kéo tôi. Không may, cây trống từ vai tôi đập vào đầu đồng chí Khiêm, làm đồng chí Khiêm ngã ra, đầu đập xuống đường và bất tỉnh. Đồng chí Khiêm là một người anh, một người cán bộ dũng cảm, sẵn sàng hy sinh thân mình vì đồng chí, đồng đội. Tôi rất xúc động trước sự hy sinh của đồng chí. Đồng chí Khiêm ra đi là một mất mát, để lại nhiều tình cảm, niềm thương tiếc đối với đồng chí đồng đội. Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm sinh năm 1997, là đại đội trưởng đại đội 3, Lữ đoàn Công binh 513. Anh mới cưới vợ chưa được một năm. Bố mẹ Khiêm có 4 người con, bố làm thợ xây, mẹ làm ruộng nuôi 2 người em trong độ tuổi ăn học. Gần đây, mẹ lại bị bệnh tim. Đồng chí ở lại như chúng tôi, người sĩ quan công binh thì luôn sẵn sàng giúp đồng chí Khiêm và thay đồng chí Khiêm hoàn thành cái hoài bão, hoàn thành cái ước mơ của mình, hoàn thành trách nhiệm một người quân nhân, một người bộ đội Cụ Hồ. Đời em chỉ có anh là chồng, em sẽ đi đón anh về. Em ơi, đợi anh về, đợi anh hoài em nhé. Mưa cứ rơi rầm rề, ngày cứ dài lê thê, thì em ơi cứ đợi. Vì sao em chẳng chết, nào bao giờ ai biết. Có gì đâu em ơi, chỉ vì không ai người biết như em chờ đợi. Còn có rất nhiều chiến sĩ đã dũng cảm lao mình vào bão lũ để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí Trần Quốc Hoàng, cán bộ trại giam Quảng Ninh, đã dũng cảm vượt mưa gió, mở cổng tháo nước, đảm bảo an toàn cho tất cả các đồng đội và phạm nhân. Thế nhưng, nước dâng quá lớn, dòng nước chảy xiết. Sau khi mở cổng, đồng chí đã bị lũ cuốn đi. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Tăng Bá Hưng, Cục Hậu cần Quân khu 3, đã cùng đồng đội giúp nhân dân thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Trong quá trình cùng đồng đội và người dân cắt cây đổ, trung tá đã hy sinh. Xin kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng đứng dậy, dành những phút tưởng niệm những người dân đã thiệt mạng, những chiến sĩ đã hy sinh trong cơn bão lũ vừa qua. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Đất nước tôi ơi, tôi cùng người chung lúa chung khoai, chung cơn bão chung cánh rừng lửa đạn, chung lá cờ chung ngọn lửa ban mai. Tôi tìm đời tôi trong số phận người, chỉ khổ đau vì đau khổ của người, chỉ sướng vui trong vui sướng của người thôi. Cùng chung những niềm đau, những nỗi khổ, những con người đã lăn mình trong bão tố những ngày qua, họ đã sống, đã hy sinh vì một lẽ sống cao đẹp đến như vậy.
đã có hàng trăm nghìn lượt cán bộ chiến sĩ, bộ đội, công an cùng các lực lượng khác kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, hiểm nguy để tìm kiếm, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống. Trong quá trình đó, đã có 5 cán bộ chiến sĩ hy sinh và mất tích khi làm nhiệm vụ. Sự hy sinh của các anh một lần nữa khẳng định truyền thống vì nhân dân quên mình, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Vì hôm nay, vì cả mai sau, ta đồng lòng vì nhân dân chia sẻ. Bộ đội, công an, dân phòng, bác sĩ, lớp lớp người theo tiếng gọi yêu thương.